tại cái khúc cua này thì nó nguy hiểm như thế nào và dễ dẫn xảy ra những vụ tai nạn giao thông ra sao thưa ông? Khúc cua này cũng nói là cái khúc cua nó rất nguy hiểm. Từ khi mà tôi làm công an viên là đến nay là cũng được 12, 13 năm rồi. Cho nên bảo vệ cái hiện trường nó đây cũng rất là nhiều. Cái khúc cua này là nó xảy ra cái nhiều vụ tai nạn giao thông, xảy ra chết người rất là nhiều. Nó có cái độ cua mà nó cũng rất là nguy hiểm, cho nên nó cũng che khuất cái tầm nhìn. Vì hai bên đường thì cũng như cũng có những cái bụi cây, rồi cũng có những cái nhà người ta xây cũng hay bị lấn tiếng, cho nên nó cũng che khuất cái tầm nhìn khi tham gia giao thông, cho nên cũng gây cái coi như cái che khuất tầm nhìn đối với cái người tham gia giao thông, cho nên cũng rất là nguy hiểm trên cái tuyến đường. Bản thân ông cũng như là địa phương cũng mong muốn là tại cái khúc cua này sẽ có thêm những cái biển báo hiệu cảnh báo như thế nào để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông qua lại. Cho nên cũng rất mong muốn là có một cái ý kiến để lãnh đạo bên sở giao thông cũng như là bên giao thông đường bộ sẽ có mấy cái biển báo về coi như khúc cua nguy hiểm cũng như là mấy cái gờ để giảm tốc độ. Cũng rất là mong muốn, nhất là làm mấy cái gờ giảm tốc và mấy cái biển báo để người dân cái biển báo mà giảm tốc độ để người dân người ta đi ngon qua, người ta thấy người ta giảm tốc độ để nó giảm thiểu cái tai nạn giao thông. Chứ còn bên cái lực lượng tuần tra thì cũng có, nhưng mà nói chung cũng không được thường xuyên lắm. Sau chứ người dân người ta đi thì nhiều lúc nó cũng rất là nhiều, cho nên là nhất là cái giảm tốc và cái biển báo để người dân người ta nắm bắt được và người ta khi đến cái khúc cua này người ta giảm tốc độ. Tại thì ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm mà khi tham gia giao thông qua đây á, thì người dân thì cần phải lưu ý như thế nào để đảm bảo an toàn thưa ông? Người dân ở địa phương ở đây thì người ta biết rồi, chứ mà những cái người dân mà ở địa phương khác người ta đi á, người ta đến đây người ta không có để ý quan sát. Cho nên cũng rất mong muốn là khi mà mình đến đây là cũng phải đi chậm lại và để ngó hơi bình để quan sát cái lưu lượng giao thông. Khi mà xe nó lên đó là khi mà xe mà nó có chiếc xe tải nó lên mà người ta mà đi nhanh quá là coi như né không có kịp, cho nên dễ xảy ra tai nạn giao thông. Mà cái đoạn đây là cái đoạn chết người rất là nhiều. Khi coi như mười mấy năm tôi đã là tham gia cái lực lượng công an viên của xã đây thì coi như chứng kiến nhiều, rất là thương tâm. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông đối với chương trình ngày hôm nay.